Xin chào các bạn khán giả, mình là Pink Hakino. Nếu mà các bạn thấy thích thì cứ thoải mái đi ra đi vô. Hết tờ bi ba bi bô, chúng nó đâu biết được là cuộc đời như một canh bạc, cảm giác tao như ở casino. Người ta thường gọi mình là rapper mạnh nhất thế giới, bởi vì mình luôn khổ luyện 24 giờ sáng đến tối. Anh có phải là anh Pink Hakino, rapper mạnh nhất thế giới, rap gì cũng cắt đúng không anh? Ui giời, em chính xác luôn, Pink Hakino đây. Chú em chắc xem YouTube của anh rồi đúng không? Ui anh ơi, em hâm mộ anh lắm. Người ta thì làm một tí hết content, còn anh thì còn sắc còn content. Ui, thực sự. Cho em hỏi, bí quyết như thế nào mà anh thành công được như vậy ạ? Đơn giản lắm em ạ. Cơ bản ấy, thì rap nó tồn tại ở khắp mọi nơi, vượt qua mọi giới ạ. Quan trọng là mình có khai thác nói không, em hiểu không? Ui, anh nói chuyện triết học quá. Ý anh có phải là rap là muôn hình vạn trạng, mình có thể nhào nặn và sáng tác tùy theo ý mình đúng không ạ? Ui, không. Ý của anh là ấy, cái gì mày không phải luôn lên rap hết, ốm đau bệnh tật luân thường đạo lý vân vân, tất cả đều rap được, như thế mới thành công, mày hiểu không? Cái gì nghe vô sỉ đấy, em không hiểu lắm. Nói cho dễ hiểu nhá, là rapper nó thường né một số vấn đề là nó không rap vì nó nhạy cảm, nhưng mà riêng anh ấy, anh chơi tất, anh đánh tất cả vào những cái gọi là ngách, em hiểu không? Thì như thế không ai dám đánh, mà mình đánh thì mình mới nổi tiếng được. Ui vãi trưởng ạ. Thế anh thử rap một bài về em đi xem nào. Rap về chú mày á? Thôi rồi, đưa 5 ly đây, anh rap cho. Cái gì? Rapper lấy tiền của fan đấy hả? Ô hay, rapper chứ bố rapper thì cũng chết đói, cũng phải có tiền để mà ăn chứ. Thôi được rồi, này. Rap kiểu gì mà nó hay hay độc đáo vậy nhá? Ngon rồi, xem nào. Ô, chú em này bị cụt tay à? Đúng rồi anh ạ, em bị khuyết tật từ nhỏ. Đấy, thế là có content để rap rồi. Ý anh là sao? Chú em tên gì? Em tên là Việt. Bạn Việt đã bị cụt tay, mọi điều may mắn vụt bay, cơ hội đến phải giật liền, nhưng tới tay bạn chắc chắn hụt ngay. Chỉ vì bạn bị tật nguyền, xung quanh cảm thấy thật phiền, đêm chỉ biết ôm gối ngủ vì bị mọi người phân biệt đối xử. Ước gì em có cánh tay, cuộc đời sẽ bớt đắng cay. Nếu mọc tay là canh bạc thì chắc chắn là em sẽ đánh ngay. Nhưng em đã mất tất cả, cuộc đời em thật vất vả, tích góp từng đồng tiền lẻ như một con chó bị đánh mất bả. Sao anh lại rap với cái tay cụt của em như thế? Ồ hay, còn sao là content? Tao đố mày tìm được rapper nào rap về tay cụt đấy? Có mỗi tao thôi, ấn tượng chưa? Yeah, tốn 500.000 để nó body shaming mình. Chưa hết rồi em ơi, anh chưa show hết skin cho chú nghe đâu. Hôm nay anh đang rất có hứng sáng tác, anh em mình sẽ đi tìm content để rap tiếp. Anh sẽ rap free cho chú nghe luôn, chưa đâu. Content kia rồi, cái gì đây? Đây rồi. Mà cụt tay xong lại gặp què chân thì còn gì bằng nữa. Chúng mày làm gì đấy? Anh này què chân nặng phết nhỉ? Anh què chân bao lâu rồi? 2 năm rồi, thì sao? Ui xuống. Nhìn anh là em lại có hứng sáng tác. Anh tên gì? Quang Sun. Đừng nói là anh định rap về cái chân què của ông này đấy nhá. Chứ còn gì nữa, cháu xin không biết. Bạn Quang đã bị cụt chân, buồn bã đến mức sụt cân. Đôi lúc bạn lại suy nghĩ bản thân mình khác gì cục phân. Luôn luôn nghe lời thầy huấn, có làm thì mới có ăn, nhưng kiếm ăn bây giờ khó khăn, cảm giác mình như một con chó săn. Mà cái thằng ngốt này, mày biết trị người khuyết tật à? Không. Thôi anh ơi, anh này là rapper, nó phải có một chút ngạo nghễ và ngẫu hứng như thế. Ngẫu hứng cái chó gì? Rap về người khuyết tật như thế, mày hết thứ để rap rồi à? À, còn tên đây rồi. Mày thôi rồi. Thôi này, mày đi rồi. À, ông chú này là ăn xin đúng không? Ừ, tôi ăn xin đấy. Chú cho cháu cái tên, cháu sẽ đổi nét cho. Ôi hồi, quý hóa quá. Sáng giờ ngồi đây xin, lòi hong ra, mai mới có người cho tiền. Tôi tên là Quân. À không, cháu không cho tiền đâu. Ừ, thế mày cho cái gì? Cháu sẽ tặng chú một bài rap. Bạn Quân là thằng ăn mày, luôn tủi nhục với tấm thân này. Cho nhiều tiền thì bạn vui vẻ, nhưng cho ít tiền bạn sẽ nhăn mày. Suốt ngày ngửa tay xin tiền, cho mấy nghìn bạn đuổi đi liền.
kệ mình là con nhà nghèo, đưa bạn mấy chục bạn coi là bèo. Nhìn người khác muốn được bằng nó, nhưng càng nghĩ nó lại càng khó. Mình gọi người ta bằng người, nhưng người ta lại gọi mình bằng chó. Thằng danh con, mày làm cái gì hả? Sao bây giờ mày dám biệt thị cả người ăn mày à? Không, 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 cái thằng này, mày hết nhiệt trị người khuyết tật, trở lại đến người nghèo à? Không, mày hết thứ để làm à? Thôi, đây là rapper nổi tiếng underground nó thế. Người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta thích nói gì thì được. Rap cái gì thì cũng một bữa hai phải thôi chứ. Mày rap cái gì ấy mà đụng phải phái cái bang của tao ấy. Tao không để yên đâu. Chúng ta để vào mất mày không? Người ta hãy làm thế đâu, bài chân của mày đi. Gặp mình không đúng không? Vâng, đúng anh ơi. Anh tên là gì? Em tên là Roy. Bạn Roy vừa bị ăn cướp khi mới đi được chừng 5 bước. Cứ tưởng sắp được ăn trưa thì lại có thằng nhảy vào ăn trước. Cảm thấy như một thằng ngu, không bằng được một thằng cu. Lớn đầu rồi còn bị cướp, càng nghĩ Roy lại thấy càng ngu. Thằng ôn con này, tao bị cướp con buồn thối ruột, mày không giúp tao thôi mày dám giáp cái gì với tao đấy? Hả? Đi đuổi theo thằng cướp nhé. Đuổi đi. Mệt quá, chạy tí đau hết cả bụng. Hình như cắt được đuôi rồi. Giải quyết cái đã. Anh ơi, anh vừa mới cướp đúng không? Anh tên gì? Tao tên là Dũng. Mày hỏi thế để làm gì? Bạn Dũng vừa mới tụt quần, bị ra được một cục phân. Ăn cướp với cả đi ỉa không biết là cái nghề nào nhục hơn. Bị xong Dũng phải chùi đít, giờ khắp người có mùi xít. Ị xong liệu có lên phường cứ ngồi một lúc nghe giáp rồi biết. Mẹ cái thằng danh con này, đến cả người đi ỉa mày cũng không tha. Mày rapper kiểu gì ấy? Cái gì cũng tha. Không phải, 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 không Anh ơi, em vừa nghe tin dữ. Ông nội em qua đời rồi. Chia buồn với gia đình nhà em nhá. Có gì nhờ em gửi một vài lời đến gia đình nhà em giúp anh. Anh muốn gửi lời gì ạ? Bạn Việt vừa mới mất ông. Cuộc đời này thật bất công. Cảm phục trước tấm lòng đó. Mọi người đến viếng ông rất đông. Ông là một người chồng tốt, lại là một người cha hiền. Đi khắp đất nước ba miền, ông làm mọi thứ để ra tiền. Mọi người sao đao cho ông, làm đám tang mọi việc cho xong. Yêu thương con cái hết mình, mọi người thấy tấm lòng đó có to không? Cái thằng ôn con này! Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! Chạy nhà! Chạy nhà! Ôi! Cứu tôi với! Ôi! Ôi! Chảy ra thôi, chảy to quá. Ôi, chảy to thế. Lấy nước đi, dập lửa, dập lửa, tìm nước đi. Ông hai cái thằng này, mày không lo dập lửa cứu người đi, đừng lại làm gì. À, nhìn thấy chỗ này tôi lại có hứng sáng tác. Tôi sẽ rap một bài để cổ vũ tinh thần mọi người. Gì? Bất ngờ có vụ cháy nhà. Tôi thấy một điều đấy là bên trong căn nhà bị cháy, người dân ai cũng sợ thấy bà. Hô hào toàn bộ anh em, mọi người đều phải nhanh lên. Nếu ban ngày dập lửa không kịp thì người dân sẽ bay về lúc canh đêm. Người dân thì nên ít nói, tuyệt đối không được hít khói. Đoàn người phải nối tiếp nhau, nếu không sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Ngọn lửa nhìn như mắc cô, còn tôi như hề xác lô. Tập trung tìm nơi trốn toát, nếu không tất cả sẽ thành xác khô. Mày anh đi, anh chết đi. A few moments later. May quá, dập lửa kịp, không ai bị thương. May quá, cả cái thằng này nữa này. Bọn tao mà thấy mày rap vớ vẩn cái gì ấy thì đừng có trách bọn tao. Rap vớ vớ va vẩn, rap gì cũng cắt. Anh em, đi thôi. Sao đời rapper đâu khổ thế này. Tôi chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật thôi. Mà sao ai cũng ăn cơm rồi này. Trời ơi, thế này thì kiếm ăn kiểu gì. Này cậu Hakino, tôi để ý cậu từ nãy giờ rồi.
cậu rất phù hợp với một công việc ở trong công ty của tôi. Cậu có muốn làm việc cho tôi không? Vừa rap được mấy câu đã có job rồi. Đúng là nghề chọn người. Ok chú ơi, cháu nhận luôn. Chú định cho cháu việc gì nhỉ? Cụ tên là Nguyễn Văn A, năm nay hưởng thọ được 70 tuổi. Từng là lão thành cách mạng, sau này ông làm chủ một khách sạn. Tôi xin được vĩnh biệt cụ, hy vọng con cháu ông có biệt thự. Mong ông nhắm mắt vào suối vàng, con cháu đông đủ từ đầu hàng đến cuối hàng. Ok được rồi, người tiếp theo đi em ơi. Cụ tên là Nguyễn Hồng Thắm, năm nay cụ 86. Khách đến không được đông lắm nên là con cháu của cụ hơi cáu. Trời ơi, cái quân què dĩ dây rồi. 1 2 1 2 subscribe đi mọi người ơi, cố lên 1